Xin chào các bạn, chào các bạn quay trở lại kênh Thuyền Máy Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bật cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc của con máy Oppo A12. Đây tôi sẽ vào cài đặt. Con này có Safe Play các kiểu ok nhé, vì máy này nó ở thị trường Việt Nam. A12 CPS 2083 nhé. Để bật cái ứng dụng đó, ví dụ các bạn muốn chép game, mode, hack, phần mềm, nó là cái file APK ở bên ngoài ấy. Bạn chép từ thẻ nhớ hoặc download xuống, còn cài đặt thì nó sẽ báo chậm. Thì để tắt cái chức năng này, ta sẽ vào cài đặt, ta sẽ kéo xuống thiết bị và quyền riêng tư đây, nguồn gốc không xác định. Ta sẽ bật hết lên cái này lên, ví dụ tôi tải một chùm, tôi bật cái này lên cho nó màu xanh là được nhé. Đó, cho phép chủ đề chẳng hạn, cho phép market, cho phép bluetooth, ví dụ tôi bắn bluetooth, cho phép tải xuống này. Đấy, ví dụ tôi tải vào gmail, tôi cho phép quản lý tệp, cho phép. Tốt nhất thì các bạn cứ bật hết lên cho mình nhé. Như vậy là các bạn sẽ có thể cài đặt bất kỳ một cái file APK nào từ nguồn bên ngoài, nguồn không xác định ấy, thì nó sẽ không chặn nữa. Đó, vừa rồi là mình vừa dẫn các bạn là cách bật cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Oppo A12. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ video và đăng ký kênh của mình nhé. Chào các bạn.